Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin nóng Vân Phong Khánh Hòa xuất hiện cột mốc biên giới ghi chữ Tàu. Vào ngày 23 tháng 6 năm 2022, một Facebooker có nick là Mai Thành Hải đã đăng một dòng trạng thái với tiêu đề "Mấy cây cọc tiếng tàu". Nội dung được chia sẻ như sau: dọc hành trình lang thang lọ mọ ven biển miền Trung, ghé bán đảo Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa. Giữa buổi trưa hừng hực nắng, chưa hết hoa mắt, đã tròn mắt khi thấy vật thể lạ cao khoảng 40cm, làm bằng nhựa đặc, hình thù nom giống cái cọc tiêu. Bốn mặt và trên đỉnh khắc chữ Trung Quốc, rõ ràng rành mạch ghi như sau: thổ địa, giới tiêu, tức là mốc giới đất đai. Đây là hình dáng chiếc cọc. Hỏi ông chủ nhà thì thùng thẳng đáp rằng mấy thứ này dạt vô bãi biển nhiều, bà con nhặt đóng xuống cát làm cọc để buộc dây bò, làm hàng rào chắn gà vịt khỏi phá vườn, cũng tiện ra phết. Giật thót mình, cọc này phía Trung Quốc khẳng định là chủ quyền của họ. Bác đóng cọc xuống như thế, họ đến nhận là đất của họ thì sao? Ông chủ sừng cổ: biên phòng đi qua, ghé đây nhậu suốt, mà có nói gì đâu, tự nhiên chú lại dọa tôi như vậy. Chết thật, làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới và duy trì an ninh, trật tự khu vực mà không nhìn nhận ra được ngay cái vật thể lạ thì nói gì đến bám nắm địa bàn tình hình đây. Đề nghị Bộ Tư lệnh chỉ huy các đơn vị biên phòng ven biển, nhất là khu vực Khánh Hòa, thực hiện nghiêm công tác bám nắm địa hình tình hình, tập trung vận động quần chúng nhân dân không sử dụng các cọc tiêu của Trung Quốc từ biển trôi dạt vào, để tránh những hệ lụy nguy hiểm bất thường không đáng có về lâu dài. Làm công tác biên phòng và dân người ta không cung cấp thông tin mọi sự việc hiện tượng thì hơi mệt đó. Facebook này nói vậy. Đây là hình ảnh status của Facebook Mai Thanh Hải. Mạng xã hội đã dậy sóng, status được 15.000 link và chia sẻ 400 lượt. Sức lan tỏa rất mạnh, bởi đây là vấn đề rất hệ trọng, vấn đề an ninh quốc gia nên nhiều người chú ý. Chỉ tới bây giờ chính quyền đã tịch thu cột mốc tiếng tàu và đang xử lý thông tin. Tuy nhiên, cho đến giờ này thì nguồn gốc của các cột mốc này bắt nguồn từ đâu vẫn chưa tìm ra. Vân Phong là khu vực duy nhất của miền Trung mà năm 2018 chính quyền muốn lập đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong, dự tính cho Trung Quốc thuê lại tới 99 năm. Tuy nhiên, vì ngày 10 tháng 6 năm 2018 bị người dân biểu tình phản đối quá thì luật đặc khu tạm hoãn. Tuy là tạm hoãn nhưng các dự án hạ tầng vẫn được xây dựng để mời chào đầu tư. Việc luật đặc khu chưa thông qua thì Trung Quốc không thể thuê 99 năm nhưng họ hoàn toàn có thể thuê 50 năm và sau đó có thể gia hạn hợp đồng. Nói chung, làm thế nào cũng có đường lách cả. Những năm gần đây, việc người Trung Quốc mua đất ở các tỉnh miền Trung không phải là hiếm. Những cột mốc ranh giới đất ấy không thể từ Hoàng Sa hay Trường Sa trôi tới được, mà cũng không thể từ đảo Hải Nam, Sa Lắc, Sa Lơ có thể trôi tới nhiều như vậy. Nó phải ở quanh quẩn đâu đây, quanh Vịnh Vân Phong mà thôi. Vấn đề người Trung Quốc trên đất nước Việt Nam là vấn đề rất phức tạp. Họ là quốc gia đông dân, nếu đến nơi nào đó họ lập làng, ấp sinh con đẻ cái, rồi sau đó họ hình thành một cộng đồng lớn mạnh, nói tiếng Trung, dùng văn hóa Trung Quốc vân vân, thì liệu nhà nước có dám đụng đến họ hay không? Đây là hình ảnh chính quyền tịch thu cọc. Việt Nam là một quốc gia nhỏ bé so với Trung Quốc, vậy nên việc gì cũng phải cẩn thận, cũng kỹ lưỡng và không được chủ quan. Đất nước Việt Nam mà người Trung Quốc sống từ bao đời không biết thì chỉ có thể làm ngơ. Công an Việt Nam thì rất đông, con số lên đến hàng triệu người nếu tính luôn cả lực lượng không chính quy. Vậy mà vấn đề người Trung Quốc trên đất Việt Nam tìm không ra, nghe thật phi lý. Chính quyền của Đảng Cộng sản kiểm soát người Việt Nam rất kỹ, nhưng dường như họ lơ là trong việc kiểm soát người Trung Quốc vào Việt Nam. Đụng tới người Trung Quốc họ e ngại, không biết lý do vì sao. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin cót két cửa nhà tù mở toang, màu áo Juventus đã đặt sẵn cho Nguyễn Thành Long. Như tờ Thời báo.de đã đưa tin, coi thường ông Nguyễn Phú Trọng là không có cái kết tốt đẹp
chứ đừng nói gì là lừa ông Trọng vào bẫy cả. Đinh La Thăng đã phải khóc lóc xin giảm án trước tòa vì chót lỡ dại dập toa cùng Nguyễn Tuấn Dũng mà coi thường ông Tổng. Giờ Nguyễn Thành Phong lại dẫm ngay lên vết xe đổ của Đinh La Thăng để lại, và có phần lại nghiêm trọng hơn. Đinh La Thăng cũng từ bị đẩy về Ban Kinh tế Trung ương trước khi thu gom vài nhu yếu phẩm vào thẳng nhà tù với bộ y phục Juventus nổi tiếng. Với Nguyễn Thành Phong thì cũng đi con đường y hệt như vậy, ít nhất cho đến bây giờ. Cũng bị đẩy vào Ban Kinh tế Trung ương ngồi chơi mấy tháng để đợi ngày nhận kỷ luật. Các bước đều rất giống nhau, vì thế màu áo Juventus cũng đang đợi Nguyễn Thành Phong là ai cũng có thể nhìn thấy. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Phong. Chiều ngày 22 tháng 6, thông tin từ Hà Nội cho biết đề nghị của Bộ Chính trị kỷ luật nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong. Cùng lúc đó, các báo đài trong nước đã đồng loạt đưa tin về vụ việc này. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Tại kỳ họp thứ 16 diễn ra từ ngày 20 đến 22 tháng 6 năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì Ban Cán sự Đảng của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân thành phố và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quản lý tài sản nhà nước, xảy ra nhiều vụ án, vụ việc trên địa bàn. Nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật. Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cả lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ sở, ngành bị xử lý hình sự. Đây là hình ảnh thông tin về Nguyễn Thành Phong sắp bị đưa lên thớt. Những hành vi của Nguyễn Thành Phong được ủy ban này kết luận là đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, làm thất thoát lớn tài sản, ngân sách của nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy và chính quyền địa phương. Ủy ban kiểm tra đã họp và quyết định thi hành kỷ luật, cảnh cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Xây dựng và Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020. Khiển trách ông Võ Văn Hoan, Thành ủy viên Ủy ban Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc xong là đề nghị Bộ Chính trị thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Xem xét về mặt kỷ luật tập thể, nhưng người mà xã hội quan tâm là người đã từng có quyền lực cao thứ nhì ở thành phố, từng có triển vọng vào Bộ Chính trị, đó là ông Nguyễn Thành Phong. Đây là hình ảnh ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long sắp có bạn ở trong tù. Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, nên việc đề nghị mức kỷ luật từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng là ý kiến của Bộ Chính trị. Vậy nên, một khi ủy ban này đề xuất mức kỷ luật nào thì Bộ Chính trị sẽ kỷ luật theo hình thức ấy. Như vậy là cửa nhà tù đang mở toang đợi ông Nguyễn Thành Phong mặc màu áo Juventus rúm gió bước vào. Những quan tham ở chế độ này thì nhiều vô kể, khi bị bắt khá nhiều nhưng có vẻ chẳng ai sợ cả. Đồng tiền đối với họ là tất cả. Họ luôn tìm cách chiếm đoạt, dù cho hậu quả có như thế nào cũng không quan trọng. Chế độ này quả là thối nát.